Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Đỗ Sinh cùng với các bạn chia sẻ để giao lưu với vườn cảnh anh Đào Minh Giáp ở cụm 8, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Một không gian vườn cảnh nhỏ thôi, số lượng cây cũng không nhiều, nhưng mà cái nét chung của vườn anh Giáp là những cây tầm nhỏ và xanh, dòng xanh Nam Điền cũng là chủ yếu. Qua ý kiến của anh Giáp, nhờ Đỗ Sinh đăng tải những hình ảnh lên để giao lưu cùng với các bạn. Chúng ta mà có yêu thích tác phẩm nào, điện thoại cho anh Giáp theo số điện thoại mà tôi đăng trên màn hình, cũng là đến trực tiếp vườn hoặc là giao lưu, giao dịch qua điện thoại cũng được. Tổng quan có một số những cái tác phẩm như vậy, Đỗ Sinh sẽ giới thiệu chi tiết để chúng ta giao lưu. Bây giờ Đỗ Sinh gửi đến các bạn hình ảnh của một bộ chơi theo lối chơi đối xứng của anh Giáp. Đó là ba cây xanh, dòng xanh Nam Điền, đều là những cây tầm nhỏ, hai người bê một cách nhẹ nhàng. Đây là cây thứ nhất, là những cây xanh ôm đá với bóng dáng rất là đẹp. Vâng, đây là cây thứ hai, đối xứng với nhau, và đối xứng từ bóng dáng tổng thể cho đến đôn chậu. Cặp xanh này đối xứng qua một cây nữa ở giữa. Chúng ta quan sát cây xanh đầu tiên trong cái cặp đôi đối xứng này, là những cây xanh ôm đá. Vâng, lá đã cồ nhỏ lại, rất đều lá. Tuyệt vời luôn. Đẹp quá, lá tôi sẽ khẳng định là càng ngày khi mình cho ăn đói thì cái lá này càng sẽ nhỏ thêm vào rất nhiều, chỉ còn bé tí xíu. Vâng, đây là phía ngược lại của cái bệ. Vâng, hàng cây kê sát vào bức vách tôn cho nên là tôi không thể lấy xa hơn phía bên này.
phải lấy rất là cận cảnh để chúng ta cảm nhận được. Đây là phía đối diện. Đó là cây xanh thứ nhất. Bên này là cây thứ hai trong cặp đối xứng, xanh ôm đá trực quanh. Vâng, nói đến cái lá của xanh Nam Điền thì tuyệt vời rồi. Đó là cặp đôi ôm đá trực hoành. Còn đây là cây ở giữa, là một cây xanh dáng trực, cũng là ôm đá. Nhưng mà cái đường đi của thân với bệ đá rất là đẳng cấp, gần như là một con rồng bao quanh, lượn quanh đỉnh núi. Đây là phía sau. Bên cạnh đó còn có một số những cây mà có cái đường thân cũng rất là quái. Ví dụ như đây là cây sung. Tất cả những cây mà ở vườn cảnh anh Giáp thì chỉ có hai cây, ở video sau thì tôi nhắc đến để nó hơi là cái tầm nhỏ, tầm trung là phải khoảng độ 4 người kia, nhưng mà những cái cây này chỉ có một người bê thôi. Những cây trong cuốn video này chỉ đến 1 đến 2 người là cùng bê, rất nhẹ nhàng. Đây là cây dưới này. Đây là cây lộc vừng. À,
cũng chỉ một người bê rất là đơn giản. Và cái chậu Giáp ơi, cái chậu để cây lục vừng mua ở đâu ấy? Tàu ngày trước. À, chậu tàu cũ của mọi ngày đây. À, chậu đẹp tàu quá nhỉ. Cũ ngày trước. Chậu quá đẹp luôn. Vâng. Cái chậu đấy cháu giữ lâu lắm rồi. Chậu đẹp thật đấy. Vâng, chất liệu nó ngày trước nó là còn dày. Ở dưới có lỗ chứ? Nhưng mà chậu này so với cây lục vừng thì lại hơi to. Vâng. Chúng ta đến với tác phẩm xanh mà anh phối với cái ông. Cái này là Lỗ Chí Thâm à? Đấy là ông Đạt Ma. Đạt Ma Sư Tổ. Úi dồi. Nâng cái cây xanh của anh lên. Cây này là xanh lá móng. Chỉ có vùng ở Hà Nội mới có. Mười mấy năm cái cây đấy đấy. Cũng lâu đấy. Bảo là ống tượng nó khó hơn là bảo là và đây là cây sung nữa. Ôi, cây sung trông nó như là hai con rồng ấy. Song long chầu nguyệt. Song long chầu nguyệt. Cây sung mà song long chầu nguyệt này có quả chưa? Có quả rồi. Có quả, nhiều quả lắm. Được rồi. Và bọn cháu làm cây cảnh cũng thay cắt nên là tỷ lệ quả nó ít. Vâng, và Đỗ Sinh cũng dừng cuốn video này là cuốn video thứ nhất để chuyển sang một cuốn sau. Chia sẻ tiếp với các bạn vườn cảnh anh Giáp ở khu 8, xã Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội. Qua số điện thoại của anh Giáp trên màn hình, chúng ta sẽ cùng giao lưu.